Nắng nóng diện rộng do thời tiết bất thường khiến nhiệt độ ở Đồng Phú, Bình Phước lên đến 38,5 độ C, thành phố Hồ Chí Minh là 37 độ C, cao nhất từ đầu năm. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ giữa tháng 3 đến tháng 4 là cao điểm nắng nóng. Trong ngày 12 đến ngày 13 tháng 3, nhiệt độ cao nhất tại khu vực từ 36 đến 38 độ C. Sắp tới thành phố Hồ Chí Minh có ngày lên trên 38 độ C. Một vài tỉnh Nam Bộ có thể trên 39 độ C. Dự báo trong 3 đến 4 tháng tới, nhiều khả năng xuất hiện nhiệt độ cao kỷ lục, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam.